Này xá lợi tử, vì địa giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết, vì thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này xá lợi tử vì vô minh rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này xá lợi tử, vì bố thí ba la mật đa rút giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa rút giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này xá lợi tử, vì pháp không nội rút giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh, tự tánh rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này xá lợi tử, vì chân như rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết này xá lợi tử vì thánh đế khổ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết vì thánh đế tập diệt đạo rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết